chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Minh Vũ Tech Review và Bảo Ngọc đã quay trở lại rồi đây. Như các bạn đã biết thì SSD là một trong những nâng cấp hiệu quả nhất mà bạn có thể thực hiện đối với chiếc máy tính của các bạn. Chúng sẽ đẩy nhanh thời gian khởi động máy, giúp các chương trình khởi chạy nhanh hơn và giảm bớt thời gian của các màn hình chờ trong game. Và công nghệ ổ cứng SSD thì ngày càng tiên tiến hơn so với trước đây, nhưng vẫn có khá nhiều điều chưa sáng tỏ xoay quanh những thuật ngữ dùng để miêu tả một số loại ổ cứng SSD hiện đang có trên thị trường và chúng thực sự tác động đến trải nghiệm sử dụng hàng ngày của bạn ra sao nữa. Hôm nay thì Bảo Ngọc sẽ cùng các bạn tìm hiểu về ổ cứng SSD để giúp chúng ta có thể dễ dàng tìm được một chiếc SSD ưng ý cho chiếc máy tính của các bạn nhé. Khi sở hữu một chiếc máy tính laptop hoặc một bộ mainboard PC đời từ 2014-2015 trở lên, các bạn luôn được nhà sản xuất giới thiệu là có hỗ trợ khe cắm mở rộng M2 SSD. Vậy M2 SSD là gì? Có phải một dạng SSD có giao thức truyền tải dữ liệu mới là M2 hay không? Và chúng có nhanh hơn giao thức SATA truyền thống không? Mình sẽ giải đáp như sau nhé. M2 ở đây không phải giao thức truyền tải dữ liệu mà chỉ là form factor, form về hình dạng kích thước mà thôi. Khe M2 không chỉ dùng cho mỗi SSD mà còn có thể dùng cho cả Wi-Fi hoặc linh kiện khác. Đây chính là sự tiện lợi của khe M2. Ổ SSD M2 chia hai dạng, đó là SSD M2 SATA và SSD M2 NVMe. Các bạn có thể phân biệt dễ dàng. Ở đầu chân tiếp xúc thì M2 SATA có hai rãnh, còn ở M2 NVMe thì có một rãnh. Và ở trên các tem nhãn trên các ổ M2 đều có ghi rõ giao thức truyền tải tương ứng. Còn ổ SSD SATA có lẽ là sẽ được gặp nhiều nhất vì chúng có đa dạng chủng loại và giá thành khá rẻ. Chúng có tốc độ đọc ghi cao hơn ổ HDD truyền thống khoảng 2-3 lần và thường được rất nhiều người lựa chọn vì sẽ đáp ứng được gần hết các nhu cầu từ cơ bản đến cao cấp của người dùng. Ổ SSD SATA xuất hiện dưới hai dạng sau. Dạng đầu tiên có hình dạng giống với ổ HDD SATA 2.5 inch dành cho laptop. Đây là dạng rất phổ biến, không chỉ xuất hiện từ các máy tính giá rẻ mà còn ở trên cả laptop cao cấp nữa. Chúng có trọng lượng nhẹ hơn ổ HDD rất nhiều. Dạng thứ hai của SSD SATA đó là dạng M2 như mình vừa đề cập lúc trước. Ưu điểm lớn nhất của dạng ổ này đó là sự nhỏ gọn, không chiếm quá nhiều diện tích không gian của máy tính. Tuy nhiên thì M2 SATA thường không được lắp sẵn trên các máy tính mà nhà sản xuất chỉ cung cấp khe cắm M2, rồi người dùng sẽ phải tự mua ổ M2 SATA lắp vào mà thôi. Còn tốc độ truyền tải dữ liệu thì ổ M2 SATA và ổ SATA 2.5 inch là tương đương nhau, không hơn kém nhau là bao. Phần tiếp theo mình muốn nói đến là ổ cứng SSD NVMe. Đây là ổ SSD sử dụng giao thức truyền tải mới là NVMe. Ưu điểm của những dòng ổ cứng này là chúng cho tốc độ truyền tải dữ liệu nhanh gấp 4-6 lần ổ SSD SATA. Chúng có tốc độ truyền tải nhanh như vậy là do chúng truyền tải dữ liệu qua bus PCIe, thường sử dụng trên card đồ họa cho tốc độ truyền tải nhanh. Đó chính là sự vượt trội của SSD NVMe so với SSD SATA. Và giá cả của SSD NVMe cũng đa dạng, đắt có mà rẻ cũng có. Ổ NVMe giá rẻ thì tốc độ truyền tải có thể giảm đi 1/3 hoặc một nửa tùy vào hãng sản xuất. Còn các SSD NVMe giá cao thì tốc độ mà chúng đem lại cũng khủng khiếp tương ứng với giá tiền của nó. SSD NVMe thì thường xuất hiện dưới dạng form ổ M2, cho nên khi lắp SSD cho laptop hay mainboard PC có hỗ trợ M2, các bạn nên tìm hiểu thông tin xem khe M2 trên laptop hoặc là mainboard đó là loại giao thức truyền tải SATA hay NVMe để tránh mua nhầm. Sau khi đã phân tích kỹ càng thì bây giờ mình sẽ giải đáp cho các bạn nên mua loại nào để lắp cho laptop hoặc PC nhé. Trước khi đi mua ổ SSD, chúng ta nên lên trang chủ của nhà sản xuất để xem chiếc laptop hay mainboard của chúng ta có khe mở rộng M2 hay không và khe đó có hỗ trợ giao thức SATA hay NVMe. Còn nếu không có thì chúng ta chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó là SSD SATA 2.5 inch mà thôi. Nếu bạn là game thủ cần load map này, load thông tin game nhanh nhất có thể, những người cần tốc độ truy xuất dữ liệu nhanh hoặc cần phục vụ đồ họa như biên tập các đoạn video hay là import nhiều hình ảnh một lúc để phục vụ công việc thì không nên bỏ qua SSD NVMe vì tốc độ khủng khiếp mà SSD NVMe không thể phủ nhận được. Như vậy là mình và các bạn đã cùng nhau tìm hiểu qua về SSD. Mình hy vọng là sẽ giúp các bạn có thêm hiểu biết để có thể lựa chọn cho mình một chiếc SSD thích hợp cho chiếc laptop hoặc PC của các bạn nhé. Và video đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ like này, share video và bấm nút subscribe kênh của chúng mình nhé. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.